Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và sau cái thời gian hơn nửa năm, chúng tôi lại có mặt tại nhà thờ tổ họ Lê Viết Chi Hai tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trước đây chúng tôi đã bàn giao cho nhà thờ và hôm nay chúng tôi có mặt tại gia đình nhà anh Hải để lắp tiếp một số nội thất phòng thờ, bao gồm có bàn thờ gia tiên, hoành phi câu đối và chữ phúc kèm với ngai thờ và bài vị ở phía bên trên ban thờ gia tiên. Thì trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về quy trình lắp đặt. Đầu tiên thì chúng ta treo hoành phi câu đối trước, tiếp theo là đến chữ phúc và cuối cùng là chúng ta sẽ lắp sập thờ ở sau cùng và ngai thờ sẽ được đặt chính giữa sập thờ. Đây là bức hoành phi liền tấm liền khối được điêu khắc với nội dung đó là Đức Lưu Quang và các họa tiết hoa văn đều được điêu khắc nổi bằng tay, không can thiệp CNC, điêu khắc thủ công bằng tay hết. Trước đây thì gia đình có sử dụng đó là hai ban thờ gia tiên, ban thờ trong và ban thờ ngoài. Thì giờ đây gia đình đã đặt một chiếc sập thờ cỡ lớn, đó là thay thế cho hai chiếc ban thờ gia tiên. Thì để treo được hoành phi câu đối trước thì chúng ta chia cái không gian, chia tâm của phòng thờ sao cho trùng với tâm của bức hoành phi. Đó là tâm giữa để chúng ta có thể căn chỉnh câu đối sao cho hợp lý. Chúng ta sẽ khoan 4 điểm, 2 điểm trên và 2 điểm dưới. 2 điểm trên thì để buộc dây inox treo nghiêng và 2 điểm dưới để đỡ hình ke chiếc L. Và chữ phúc chúng ta cũng chia cách khoảng từ hoành phi xuống khoảng 20 cm là vừa. Chúng tôi đang thiết kế lại các cái khung ảnh treo ngang tầm với ngai thờ, bài vị. Các khung ảnh các cụ ngày xưa, cụ nội và cụ cố. Và ngai thờ ở đây thì được làm với kích thước đó là cao 87, chiều dài 55 và chiều sâu là 42. Đây là cỗ ngai loại trung, được làm chất liệu là gỗ hương đá, đã được sơn son thép vàng. Và kèm với cỗ bài vị ở phía bên trong ngai thờ có kích thước là cao 69, dài 28 và sâu 22, được đặt trên chiếc cấp của chiếc ban thờ gỗ hương đá loại đại. Ngai thờ này đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bộ hoành phi câu đối đã được treo lắp xong. Phía dưới là hai chiếc ke hình chữ L đỡ trọng lực ở phía dưới. Phía trên là treo nghiêng. Chúng ta treo nghiêng từ 25 tới 30 độ tùy ý. Và trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là một chiếc ban thờ gia tiên loại đại, hay còn gọi là chiếc sập thờ mai điểu. Chân 24, dạ tiền dày 8 phân liền khối, được điêu khắc các cái chú chim điểu. Và chân là chân bổ mộng như sập ngồi vậy. Dạ tiền dạ ngang dày 8 phân, chiều dài là 2m17, thuộc cung tài lộc. Chiều cao là 1m17, thuộc cung tài đức. Chiều sâu là 1m27, thuộc cung hỷ sự. Vì là chiếc sập thờ này làm về chiều sâu là rất sâu, 1m27, để kiêm hai chiếc ban thờ nhỏ của gia đình ngày trước đã thay để có thể bày được nhiều đồ hơn, nên chúng ta làm chiều sâu được sâu hơn, sâu 1m27. Còn phần dạ tiền này là dày 8 phân liền khối, điêu khắc kênh bong, thủ công mỹ nghệ bằng tay do những người nghệ nhân hàng đầu gốc nghề điêu khắc nên. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu rất kỹ về cái thông tin của chiếc sập thờ mai điểu này. Quý khách có thể theo dõi lại. Chiếc sập thờ này có thêm một chiếc cấp ở bên trên để chúng ta để ngai thờ và phân biệt với các cái bộ đỉnh đồng. Phần cổ sập thờ được làm dày 5 phân, điêu khắc đó là long hóa trúc. Cấp của ban thờ cũng dài 2m17, sâu 42 và cao 20. Còn kích thước của hoành phi dài bằng với chiếc sập thờ, đó là dài 2m17, rộng 67. Câu đối dài 2m17, rộng 28 và dày 5 phân,
đó là các cái thông số chi tiết. Chúng tôi đã lắp đặt bộ sập thờ kèm ngai thờ bài vị vào đúng không gian phòng thờ và cũng là phòng khách của gia đình. Trước đây thì gia đình có làm các cái rèm để che cái khu phòng thờ lại để cho các cụ được tĩnh tâm ở trong phía rèm khi các cụ về ngự và che bớt cái ánh sáng đi. Đó là về tín ngưỡng thờ cúng tâm linh của người Việt Nam. Chữ phúc này có chiều vuông, đó là vuông 75 cm. Chữ phúc cũng được thép vàng. Các cái nội dung chữ Hán Nôm kèm với chữ Thọ và hình tượng bút kiếm đã được thép vàng Đài Loan, mà trong video clip trước tôi đã giới thiệu cái quy trình thép vàng của bức hoành phi liền tấm liền khối này. Đây toàn bộ là các cái mặt hàng có giá trị cao cấp, chất lượng cao. Quý khách muốn mua bộ sập thờ hoành phi câu đối như combo nhà anh Hải đã đặt thì hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại Sầm Sơn Thanh Hóa để lắp đặt và bàn giao đúng vào cái không gian cho gia đình anh Hải. Anh đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, anh không về được. Và con trai anh ở nhà đã nhận được các cái sản phẩm ưng ý, chất lượng từ sập thờ đến hoành phi câu đối đến ngai thờ. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi các video clip mà chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt cho các gia đình trên toàn quốc. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.